Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, trong làng tân nhạc Việt Nam, chúng ta có một nhạc sĩ rất nổi tiếng. Ông viết rất là ít, nếu mà so với các nhạc sĩ khác cùng thời, thì phải nói rằng là cái số tác phẩm của ông không có bao nhiêu. Nhưng mà bất cứ tác phẩm nào để lại cũng là một tác phẩm có giá trị nghệ thuật rất cao. Và ông tạo một cái chỗ đứng riêng biệt của mình bằng một cái đường hướng viết nhạc có tính cách kinh viện. Nó gần như là nhạc cổ điển hoặc là bán cổ điển Tây Phương. Những nhạc phẩm mà chúng ta đều biết, chẳng hạn như là Thu Vàng, rồi Hương Xưa, rồi Hoài Cảm, Nguyệt Cầm, v.v. Thì hôm nay, Trung tâm Thúy Nga được hân hạnh đón tiếp lần đầu tiên người nhạc sĩ tài hoa đó đến với chương trình Paris by Night. Xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón nhạc sĩ Cung Tiến. Xin chào quý vị khán thính giả, tôi là Cung Tiến. Thưa anh, hình như đây là lần đầu tiên anh đến Toronto. Dạ, thưa anh đúng, lần không những lần đầu tiên tôi tới Toronto, mà là lần đầu tiên tôi được mời lên video của Trung tâm Thúy Nga. Thưa anh Cung Tiến, nếu mà lần đầu tiên anh đến Toronto, thì đối với ý kiến của tôi thì có lẽ cũng là một cái thiếu sót, là tại vì thưa quý vị là nhạc sĩ Cung Tiến trước đây là từng du học ở Úc một thời gian khá lâu, rồi sau đó ông trở về Việt Nam làm việc, rồi sau đó ông lại du học ở bên Anh, ở bên Cambridge, có phải không anh? Dạ vâng. Thì cả hai nơi đó đều là chung một nữ hoàng cả. Vâng. Mà anh lại đi tới Úc, tới Anh, nhưng mà anh bỏ Canada, anh không qua đây. Mà hiện bây giờ anh định cư ở đâu thưa anh? Dạ thưa anh, tôi định cư ở Minnesota. Vâng. Là cái xứ cũng gần các anh thôi. Vâng. Mà nhất là chúng tôi cũng nói Anglais. Mặc dù cái Anglais không hay bằng Anglais của bà Hoàng ở bên Canada. Vâng. Nhưng mà bên đó nghe nói là thời tiết nó cũng... Dạ thưa anh, thời tiết đó thì có khi lạnh hơn các anh. Bởi vì các anh gần hồ. Mà chúng tôi lại... Chúng tôi cũng có nhiều hồ, một vạn hồ. Nhưng vâng, mà... một vạn hồ. Nhưng mà có thể là có khi lạnh hơn các anh. Vâng, lạnh hơn mà nhiều tuyết. Quý vị thấy Minnesota thì rất là nhiều tuyết. Thưa anh, người nghệ sĩ nào là cũng có cái bước đầu. Như lúc nãy chúng tôi cũng có dịp thưa với quý vị. Nhạc sĩ Cung Tiến của chúng ta, thưa quý vị, là một người mà chúng tôi có thể nói là anh không hẳn là một cái nghệ sĩ hoàn toàn. Tức là anh có thể là anh coi âm nhạc như một cái hobby, một cái thú tiêu khiển, một cái sự tìm hiểu để mà cho cái đời sống tinh thần nó phong phú, có phải không anh? Thế nhưng mà tuy nhiên cái bước đầu đó là ngay từ thời chúng tôi mới bước chân vào miền Nam, còn nhỏ lắm, thì mười mấy tuổi đã nghe cái bài Thu Vàng. Mà anh thì không hơn tôi tuổi bao nhiêu, mà lúc đó bài Thu Vàng đã nổi tiếng. Thì thưa anh, lúc đó làm gì có trường âm nhạc nào đâu, thì anh học nhạc ở đâu thưa anh? Thưa anh đúng, trước kia tôi xin nói là nó không phải là hobby của tôi, mà tôi là amateur, theo cái đúng cái chữ tốt đẹp nhất của danh từ tài tử. Amateur tức là yêu, tôi yêu âm nhạc ghê lắm. Không phải là hobby, hơn mà hobby nữa. Vâng thưa anh, thì để xin trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, tôi học nhạc ở đâu. Thì đầu tiên là nhớ nước Việt Nam đó, trong năm 40 đó là năm chiến tranh, không có trường âm nhạc nào cả. Thì tôi học lấy đã. Xong rồi tôi học ở trường trung học thì học với mấy thầy nổi tiếng của tôi, là dìu dắt tôi trên cái đường mà học về xướng âm và ký âm, là thầy Thẩm Oánh, thầy Hùng Lân, về sau đó là thầy Trung Quân. Là ba cái người mà thầy Thẩm Oánh thì viết nhiều nhạc lắm, viết nhiều ca khúc. Hùng Lân cũng viết nhiều ca khúc. Trung Quân một vài bản thôi, thế nhưng mà do những cái sự truyền lại những cái kiến thức của ba người này mà tôi mới yêu âm nhạc hơn. Và sau đó khi sang bên Úc, tôi vào về kinh tế. Bởi vì chúng tôi hồi đó không có thể lấy học bổng học nhạc được. Học nhạc là một cái thứ nghĩa là kêu bằng phiền toái quá, nó không có ích gì. Thế thành ra tôi sẽ học kinh tế học ở bên đại học ở Sydney. Và đồng thời tôi cũng học âm nhạc ở viện âm nhạc Sydney. Sau đó thì tôi lại sang bên trường đại học Cambridge, cũng học về kinh tế nữa. Và lại cũng bắt đầu học lại thêm về những sáng tác thế kỷ 20 và vân vân. Thưa anh nói là anh không có trường để học nhạc, nhưng mà ba vị thầy mà anh vừa nhắc đến
là Thẩm Oánh, Hồng Lân và Trung Quân. Thẩm Oánh thì hầu như ai cũng biết, Hồng Lân thì Bài Hè Về ai cũng biết, Trung Quân là làng tôi phải không anh? Làng tôi và có cây đa bài... và... Thì tất cả ba vị đó đều là những bậc tiền bối hay là những nhạc sĩ đi đầu trong cái thời kỳ phôi thai sáng tạo của âm nhạc tân nhạc Việt Nam. Thì kể cũng đó là một cái đặc ân mà anh có được ba vị thầy như thế, cho nên là không lạ gì. Và với cái sức sáng tạo của anh, nhưng mà tôi nghe nói là cái bài Thu Vàng anh làm lúc anh còn trẻ lắm phải không anh? Dạ vừa thưa anh, như này thì hồi trung học đó thì thầy Thẩm Hoàng có luôn luôn nói là các học sinh cố định làm cái gì làm ông sẽ sửa cho. Vâng. Hoặc là thích sáng tác thì tôi thì được cái may mắn thêm là mùa hè đó thì thầy Thẩm Hoàng lại cứ mời tôi đến dạy riêng. Vâng. Đưa tôi lên đài phát thanh hát rồi các thứ. Vâng. Nhưng mà hồi đó là tôi 14 tuổi đang học của trung học. Vâng. Để ngũ thì phải. Sau đó những cái tác phẩm mà về sau đại khái phổ thông như là Nguyệt Cầm, Hương Xưa, Lệ Đá Xanh, Hoài Cảm. Hoài Cảm thì viết 53 thì phải. Yeah. Nhưng những bài sau đó thì là viết tôi học đệ nhất, học ở Đại học Tú Tài. Vâng. Còn về sau nữa đó, khi sang Úc thì tôi cũng sáng tác một số như Lệ Đá Xanh và một số phổ thơ của Xuân Diệu. Vâng. Và nhưng mà gần đây nhất khi sang bên Mỹ thì chúng tôi có phổ một số thơ của Thanh Tâm Tuyền. Vâng. Trong khi người đang đi cải tạo thì một số thơ gọi là thơ cải tạo. Vâng. Thưa anh, tôi chỉ xin hỏi anh một câu cuối là từ Thu Vàng chuyển qua Hoài Cảm, qua Hương Xưa và qua Nguyệt Cầm, nó có cái bước tiến rất là dài. Dạ. Thưa anh, có phải rằng là cái con đường nghiên cứu của anh từ nhỏ đã chuyển cái hướng sang cái nhạc kinh điển không thưa anh? Thưa anh, không phải nhạc kinh điển mà nhạc nghệ thuật cao hơn. Dạ. Bởi vì là âm nhạc nào thì cũng tiến từ cái chỗ giản dị cho tới phức tạp. Vâng. Phức tạp không có nghĩa là không hay. Dạ vâng. Thế nhưng mà nó đòi hỏi một cái sự cố gắng thưởng ngoạn. Vâng. Thế thôi. Thì đường lối của tôi là vẫn bởi vì tôi không có được cái may là học âm nhạc Việt Nam. Vâng. Tôi là học âm nhạc Tây Phương từ nhỏ đến lớn. Vâng. Thế thành ra tôi không được cái may đó. Vâng. Nhưng mà tôi đã phải ôm phận đó. Thế nhưng mà một tác phẩm đầu tiên mà tôi ý thức được để viết theo lối Đông Phương đó là bản Hoàng Hạc Lâu. Vâng. Thơ của Thôi Hiệu. Dạ. Mà Vũ Hoàng Chương dịch sang. Vâng. Tiếng Việt trước khi sau khi nước mất. Dạ, vâng. Mấy tháng. Dạ, vâng. Và sau khi ông chết ở trong tù. Dạ. Dạ thưa anh Cung Tiến, là xin thay mặt Trung tâm Thúy Nga cảm ơn anh đã đến với chương trình Paris by Night hôm nay, và chúng tôi xin phép anh để mời quý vị trở lại với một cái không khí trang nghiêm lắng đọng để thưởng thức một trong những nhạc phẩm nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Cung Tiến. Thưa quý vị, bản Nguyệt Cầm sẽ được gửi đến quý vị sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà.
cao kìa thuyền trăng trăng những tầm dương như nhạc vàng kiếp
nếp xa xôi, buồn dám đưa chân cuộc đời. Lời đường thì nghe vẫn rên trong sương mưa, dù có bao giờ lắng nghe đợi chờ. Tình nhị hồ vẫn yêu âm xưa, cùng nguyệt cầm vẫn thương cô tô. Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ. Vẫn thương muôn đời nàng quên như thuở đó. Ôi những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một giấc ngày. Chim trong phôi pha chờ đến bao giờ tái sinh cho người. Đời lập từ những đêm hoang sơ, thanh bình như bóng chưa đơn sơ. Nay đời tan biến trong chết đầy từng món thù, máu xương tơi bời nhiều mùa thu. Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi. Cho tôi nhặt lá thu rơi, tình có ghi lên đôi môi, sầu có phai nhòa cuộc đời. Người vẫn thương yêu loài người và yên vui sống cuộc sống. Thank you.
lén tâm tư mơ hồ nghe lá thu giạt rào tựa những âm xưa thiết tha ngân lên lời xưa quạnh hiu về thăm không gian âm thầm như lấn vào hồn buổi chiều chợt nhớ cô nhân Bảo Ngọc Anh, Minh Tôn và Trần Phương Hoàng xin kính chào quý vị.